Thời buổi hiện nay kiếm ra được tiền đã khổ mà muốn tiêu tiền sao cho đáng nó còn khổ hơn. Và mình nghĩ khổ nhất là những người như chúng ta, những người đam mê công nghệ thì nhiều nhưng mà tiền thì chả có để mà mua được một con điện thoại xịn. Và câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất đó chính là về xoay quanh những cái thiết bị điện thoại phổ thông tầm trung cũng như những thiết bị giá rẻ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một vấn đề, đó chính là liệu rằng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có còn nên mua Huawei Nova 2i hay không? Đây có thể coi là một trong những chiếc smartphone được mệnh danh là best choice trong tầm giá loanh quanh khoảng 6 triệu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó có còn đáng mua hay không thì mình sẽ cùng em tìm hiểu ngay trong video này. Nhưng đối với mình ý, thì có rất là nhiều lý do mà đây có lẽ sẽ là một trong những thời điểm mà kém thích hợp nhất để anh em mua Nova 2i. Vì đơn giản thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên đó sẽ là vấn đề về tiền đâu. Nova 2i ở thì hiện tại đang có mức giá 6 triệu. Đây vẫn là một mức giá tốt, rất tốt nhưng không phải là một mức giá hấp dẫn nữa. Vì đơn giản chúng ta đã và đang có quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Chúng ta có chiếc Honor 9 Lite, một trong những smartphone mới nổi trong tầm giá loanh quanh chỉ 4 triệu nhưng có đầy đủ những gì hấp dẫn mà Nova 2i có. Có 4 camera này, có một cái màn hình 18:9, có một thiết kế nguyên khối. Chưa kể là nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài thì Honor 9 Lite mang một cái thiết kế nó bóng bẩy, nó sang trọng và nhìn nó đáng mua hơn so với Nova 2i là khá nhiều. Ngoài ra thì Honor 9 Lite còn có mức giá rẻ hơn so với Nova 2i là khoảng 2 triệu. Đây là một số tiền rất lớn nếu như chúng ta xét trên cái giá thành của điện thoại này. Trong tầm giá loanh quanh khoảng phổ thông giá rẻ thôi mà chỉ chênh lệch khoảng từ 1 cho đến 2 triệu thì mình nghĩ đó là một số tiền rất lớn để chúng ta đáng phải cân nhắc rồi. Và nếu như anh em nào mà yêu thích hiệu năng, yêu thích chơi game thì chúng ta còn có thêm Redmi 5 Plus. Hiện nay cũng đã có phân phối hàng chính hãng ở thị trường Việt Nam với mức giá cũng rất rẻ, cũng quá thơm. Và nó hợp lý hơn so với Nova 2i là rất nhiều. Chúng ta vẫn có một cái màn hình 18:9, chúng ta vẫn có một thiết kế nguyên khối. Hơn thế nữa, chúng ta còn có một cấu hình rất mạnh với con chip Snapdragon 625, thừa đủ để anh em có thể chiến được những cái tựa game hiện có trên thị trường hiện nay. Và nếu như anh em hứng thú với Redmi 5 Plus thì mình sẽ để đường link mua hàng ở phần mô tả video để anh em tham khảo cho một cái thiết bị màn hình 18:9, 4000 mAh pin, Snapdragon 625 đi kèm với tận 3GB, một trong những cái cấu hình có thể nói là phá đảo trong tầm giá loanh quanh khoảng 4 cho đến 5 triệu. Và một lý do to đùng thứ hai mà thời điểm hiện tại có thể nói là thời điểm rất là không thích hợp để mua Nova 2i đó chính là chúng ta sắp sửa có thiết bị kế nhiệm của Nova 2i với tên gọi là Nova 3e. Và đương nhiên Huawei vẫn sẽ duy trì những gì mà Nova 2i đã làm rất tốt. Và với một cái tầm giá mình nghĩ là cũng sẽ loanh quanh khoảng 6 triệu thì không có lý do gì ở thời điểm hiện tại để chúng ta bỏ tiền cho Nova 2i cả, khi mà chỉ một vài ngày tới hoặc là sang tuần thôi thì chúng ta đã có chiếc Nova 3e rồi với một thiết kế mới hơn, vẫn có 4 camera. Nhưng đối với những em nào đang sở hữu Nova 2i thì chúng ta có nên tiếc nuối hay không? Câu trả lời mình nghĩ là không. Đơn giản là những thiết bị mới ra, ví dụ như Honor 9 Lite hay cả chiếc Huawei Nova 3e sắp ra mắt thì vẫn sẽ sở hữu con chip là Kirin 659. Đây là một cấu hình không hề có bất cứ một chút khác biệt gì cả và chúng ta vẫn sẽ có 4 camera. Thì anh em nào mà đang sử dụng thì không cần phải đắn đo về việc là chúng ta bị lỡ với một thiết bị nó có cấu hình tốt hơn, ngon hơn, vì đơn giản cấu hình nó vẫn giữ như vậy. Và về mặt hỗ trợ update lâu dài thì do là cùng cấu hình. Do đó thì nếu như Huawei tung ra những bản cập nhật cho Honor 9 Lite và Nova 3e thì không có lý do gì mà Huawei Nova 2i nằm ngoài cái bản cập nhật này. Và mới đây thì chúng ta đã có Android 8.0 này, chúng ta còn có cả một cái bản cập nhật mới hỗ trợ thêm cái tính năng nhận diện gương mặt. Mình đã có một cái thời gian mình trải nghiệm nhận diện gương mặt của Nova 2i thì đây có thể coi là một trong những smartphone làm nhận diện gương mặt trong tầm giá phổ thông giá rẻ ngon nhất ở thời điểm hiện tại. Nó cho một cái trải nghiệm nó khá ngon, rất là nhanh, rất là nhạy. Ngoài ra thì nếu như em nào mà đang có ý định mua Nova 2i mà không có quan tâm đến mấy mẫu máy kia thì mình khuyên là anh em nên chờ đợi thêm một chút nữa. Khi mà Nova 3e ra mắt thì chắc chắn là giá của Nova 2i sẽ giảm và giảm rất sâu. Sau đó thì một lần nữa, ở thời điểm hiện tại không có nhiều lý do để chúng ta bỏ tiền ra mua Nova 2i. Thứ nhất là chúng ta đã và đang có quá nhiều những sản phẩm khác với một mức giá nó tốt hơn, với một mức giá nó ok hơn. Thứ hai là chúng ta đã sắp sửa có thêm cái phiên bản kế nhiệm của Nova 2i ra mắt trên thị trường rồi. Và thứ ba là sắp tới mình nghĩ chắc chắn giá của Nova 2i sẽ giảm rất nhiều. Hiện tại thì mức giá của nó đang là 6 triệu. Và nếu như anh em phải chờ đợi thêm một chút nữa thì chúng ta có thể có được một mức giá rất là hời với Huawei Nova 2i. Vậy anh em nghĩ sao? Đối với anh em thì liệu rằng thời điểm hiện tại có phải là một thời điểm thích hợp để mua Nova 2i hay không, khi mà tầm giá dưới chúng ta đã có quá nhiều thiết bị ngon và chung tầm giá với Nova 2i chúng ta còn có cả một tân binh mới nữa là chiếc Xperia XK2. Thì liệu rằng có nhiều lý do để anh em lựa chọn Nova 2i hay không? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Và sắp tới thì mình sẽ làm thêm một số những cái video so sánh khác nếu như mình em quan tâm. Anh em của mình là so sánh bất cứ mẫu máy nào cũng có thể gợi ý phía bên dưới luôn. Còn bây giờ thì xin chào và chúc anh em chọn được máy ưng ý, và quan trọng nhất là phải phù hợp với đúng giá tiền và đúng nhu cầu mà chúng ta cần chọn mua.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau.